Em test máy khoan pin Hitachi không nhá. Em sử dụng 10, em khoan là loại gỗ không nhá. Loại gỗ rất là cứng nhưng mà máy khoan rất là dễ dàng các bạn. Đấy, phù hợp với bác sử dụng khoan sắt khoan gỗ nhá. Em test máy vít tôn này, em sử dụng vít cũ. Sắt hộp đầy ly tư nhưng mà máy bắn rất là dễ dàng các bạn nhá. Đấy. Phù hợp cho bác làm trên cao bằng máy tôn. Đấy, thiết kế nhỏ gọn không phải dòng dây, rất là tiện các bạn. Em bắn mũi đó nhá. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Vâng, thì vừa rồi em có test qua sản máy khoan pin Hitachi 12V. Về bộ sản thì được sản xuất tại Malaysia. Máy thiết kế nhỏ gọn nhưng rất là mạnh các bạn. Có thể đáp ứng được mọi nhu cầu công việc như vừa rồi em có test cho mọi người xem. Sử dụng bát vít tôn, khoan sắt, khoan gỗ hay sử dụng bát ốc thiết bị rất là đa năng các bạn nhé. Máy thiết kế nhỏ gọn rất là mạnh các bạn. Thì hôm nay em kiểm kê lại kho. Em thấy trong kho còn sót lại 50 bộ máy khoan pin Hitachi 12V. Thì hôm nay bên cửa anh em làm chương trình ưu đãi xả kho cho bác cho anh em. Thì 50 bộ này thì em ưu đãi xả kho với giá là 399.000 thôi nhá. Thì sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm là một thân máy này, đi kèm hai quả pin 12V, một cục sạc nhanh. Và khi bác mua hàng thì sẽ đi kèm một thùng đựng này và tặng các bác mua hàng là một bộ 21 chi tiết con nhá. Đấy. Các bác hàng đi ạ, giá chỉ còn 399.000 thôi ạ. Nếu bạn nào quan tâm hãy liên hệ số điện thoại hotline trên hình 0967852114. Về vụ sở máy khoan pin Hitachi 12V này, em muốn lại các bác nhưng cam kết là hàng chuẩn lại một các nhé. Khi mua hàng thì nhận hàng có được kiểm tra bắn vít thử, khoan thử rồi anh em tiền các bạn. Đấy, các bác là người mất tiền mua hàng, nhận hàng có được kiểm tra trước khi thanh toán các nhé. Đúng như quảng cáo anh tiền, còn không đúng như quảng cáo các bác có quyền trả lại hàng các bạn. Về bộ sở máy khoan pin Hitachi 12V thì có thiết kế hai chế độ, một chế độ bắt vít và một chế độ khoan nhé. Chế độ bắt vít sẽ có 25 cấp trượt và khi các bác vận kịch xong trên này sẽ là chế độ khoan. Đấy, cái này rất là phổ thông, các bác thợ nhìn qua là biết thôi ạ. Và sẽ có hai chế độ nhanh chậm, cả phải là chậm và đẩy lên là nhanh. Máy sử dụng đầu autolock 10 ly khóa mở tự động không nhé. Đấy, rất là tiện, đầu autolock tiện hơn là đầu băng tay rất là nhiều các bạn. Về đầu máy thì bên trong máy thì là thiết kế bằng kim loại nhé, các bác yên tâm là va đập khi là máy tôn va đập không nó ảnh hưởng đầu máy. Đấy, rất là bền các bạn yên tâm nhé. Đấy, máy có thiết kế đảo chiều thắng lui. Đấy, có đường tốc rất là mượt các nhé. Đấy, đường tốc đèn trợ sáng này. Đấy, về bộ sản thì là hàng được sản xuất tại Malaysia, có thông số của sản phẩm đấy ạ. Máy tốc độ của tổng tua từ 0 cho đến 1650 vòng trên phút, sử dụng đầu autolock 10 ly. Đấy, made in Malaysia các nhá. Đấy, về bộ sản này thì sẽ đi kèm bác là hai quả pin 12V. Pin 12V này có thiết kế một cổng sạc nhanh. Đây, có thiết kế một cổng sạc nhanh các bác nhá. Một quả pin các bác dùng liên tục được 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Nếu các bác sử dụng bắt vít tôn liên tục đến 3-4 tiếng. Còn nếu các bác sử dụng mà bắt vít các loại ốc thiết bị như áo nhựa xe hay là sử dụng tháo tivi, tủ lạnh thì thời gian làm việc của nó sẽ rất là lâu, khoảng tầm 2-3 ngày các bác. Đấy, nó tùy thuộc vào môi trường sử dụng. Ví dụ như các bác bắn ốc nhẹ thì thời gian làm việc của nó sẽ đến 2-3 ngày, nhưng nếu các bác sử dụng bắt vít tôn mà rất là nặng thì sẽ liên tục được 3 đến 4 tiếng các bác nhá. Đấy, đi kèm bác hai quả pin. Và sản phẩm cũng đi kèm các một cục sạc nhanh này. Một cục sạc nhanh. Đấy. Có đi kèm các một cái thùng đựng. Và khi có mua hàng thì em sẽ tặng kèm các một bộ 20 chi tiết giúp các bác sử dụng bắt vít này và bắt ốc, và có thể kèm một dây bắt ốc rất có khó nhé. Đây, cái dây này có thể bẻ cong này, nó cũng rất khó. Đấy, rất là tiện, đa năng các nhá. Sản phẩm thì được bảo hành 1 năm và được đổi mới trong 3 ngày đầu. Lấy máy phát sinh có lỗi các nhá. Có phiếu hành đầy đủ cho bác đấy. Khi có mua hàng các bác nhớ giữ lại phiếu hành để được hưởng chính sách bảo hành từ bên em các bác nhá. Vâng, thì vừa rồi em giới thiệu qua bộ sản máy khoan pin Hitachi 12V. Thì em muốn lại xả kho 50 bộ nhất với giá là 399.000. Các bác hàng đi ạ, giá chỉ còn 399.000 thôi ạ. Nếu bạn nào quan tâm hãy liên hệ số điện thoại hotline trên hình 0967852114. Nếu bạn nào còn phân vân sản phẩm thì hãy để số điện thoại phần comment, thì ở bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật gọi lại tư vấn hay hỗ trợ hàng. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các video sau. Em xin cảm ơn.